Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Bác nào đang có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe được bình chọn là có một cái form dáng trẻ trung và bắt mắt nhất phân khúc hạng A thì đây bên mình hôm nay sẽ làm video để gửi tới các bạn về một cái mẫu xe mới tuyển về. Trước mắt chúng ta là chiếc xe Kia Morning. Em này thì sinh năm 2018 bản đủ SI các bạn nhé. Tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Một trong những cái mẫu xe tiêu biểu được đông đảo các bạn trẻ đón nhận vì được trang bị khối động cơ đủ dùng là máy 1.25 bốn máy các bạn nhé. Và cái màu đỏ phong thủy này là một cái màu rất hợp với các bạn mệnh hỏa, mệnh mộc. Nói chung là màu mè thì nó là mỗi người một màu, một cái góc nhìn thẩm mỹ khác nhau. Mình sẽ làm video thật chi tiết về chất lượng của xe. Và cái phần đầu tiên các bác quan sát cái phần hình thể bên ngoài, cái phần sườn xe bên phụ đây. Sơn zin nó đồng đều, nó không bị lệch màu các bạn nhé. 2018 sơn zin còn rất rất nhiều. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe nhỏ bé xinh xinh, một cái mẫu xe phân khúc hạng A có một cái form dáng đẹp thì alo ngay cho mình theo số hotline mình để phần giới thiệu. Và bao giờ cũng vậy, khi quay video thì mình luôn có một cái tiêu chí là lấy hình ảnh để thay cho lời nói các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát sát cái form dáng của em nó đây. Một cái form dáng trẻ trung, một cái form dáng rất hiện đại. Riêng về Kia, cái độ đầu tư về form dáng cũng như là cái đồ chơi thì lúc nào cũng đứng đầu phân khúc các bạn nhé. Và cái bản đủ SI này thì được trang bị là điều hòa tự động. Mâm là mâm phay rồi các bạn nhé. 2018 đã lên mâm xoắn mâm phay rồi. 2018 mà sơn zin còn trên 70% các bạn nhé. Và toàn bộ cái đèn của nó đây. Một cái thẩm mỹ rất cao của nhà Kia đấy các bác này. 2018. Và em nó sinh ra tại đất tổ. Trên một cái vùng cao Phú Thọ thì các bạn yên tâm về cái độ ngập nước. Chiếc xe này của thành phố phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Đấy. Đấy, cái chất lượng như nào thì cái hình ảnh nó cũng đã nói lên tất cả về cái phần hình thể vẻ đẹp bên ngoài của em nó đây. Cái form dáng đây các bác này, những cái đường chạy dọc thân xe cũng như đường giáp danh giữa các cánh nó liền lạc, nó cũng bị sộc sạch đấy các bạn, căng đét. Khi mua bán thì mình sẽ cam kết bằng văn bản chiếc xe này cho các bạn về phần thân vỏ nói không với tai nạn và đặc biệt máy zin không thủy kích các bạn nha. Và chiếc xe này nó không phải là dòng xe dịch vụ. Chỉ cần nhìn cái táp ly cánh cửa đây. Đấy là một cái minh chứng thực tế đấy các bạn này. Không khoan đục, không taxi, tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhé. Đấy, sơn zin này gần như cả xe. Và cái hàng ghế đây các bạn để ý này. Xe dịch vụ chạy nhiều, cái ghế nó phải trũng như cái lòng chảo đây. Ghế của nó nguyên form. Thời tiết nó nhanh tối quá, mình quay nhanh một chút các bạn nhé. Hôm nay thì nắng thì gay gắt trên 40 độ. Nhưng giờ thì vừa mưa xong đây các bạn này. Đấy, vừa mưa xong, giờ mình tranh thủ mình quay. Cửa hàng mình thì còn rất nhiều những cái mẫu xe, cái khuôn tiền từ trên 2 đồng, trên 3 đồng và dưới 2 đồng. Thậm chí là mấy chục cũng có các bạn nhé. Đây các bạn để ý này. Và một chiếc xe dịch vụ thì đương nhiên cái khóe bô lăng nó phải khác đây các bạn để ý này. Đấy, cái khóe bô lăng của em nó đây. Bô lăng zin chưa khâu lại các bạn nhé. Như mới đấy các bác này. Được trang bị điều hòa là điều hòa tự động. Cái đồ nhựa em này thì tươi như mới luôn. Chiếc xe này chỉ bàn về giá thôi, còn chất lượng mình cam kết cho các bạn chất miễn bàn luôn. Và một chiếc xe dịch vụ hay không và chạy nhiều hay không, các bạn để ý cái hàng ghế đầu tiên, hàng tiền đạo này. Cái form nó còn nguyên. Nói chung về độ đệm mút của Kia thì không được đánh giá cao. Cho nên là chiếc xe chạy nhiều thì đương nhiên cái mặt ghế nó phải nhăn nheo, nó ọp ẹp nhưng đây vẫn như mới đây các bác này. Thì chứng tỏ là một chiếc xe chạy rất ít các bạn nhé. Chỉ có duy nhất một cái điểm trừ của chiếc xe này. Và bạn này bạn ấy nói là bạn ấy được tư vấn là chống vào một cái trần 5D để chống ồn, chống nóng. Đấy là theo đúng lời của bạn ấy thôi. Đấy là cái tiêu chí cũng như cái thẩm mỹ của từng người. Đấy các bạn đấy này. Trang bị thêm cả cam xoay phía sau xem các em có hôn đít hay không đây. Và có cả màn hình tích hợp trên gương chiếu hậu. Còn cái màn hình trong xe là màn hình zin. Đấy là miêu tả theo đúng cái quan điểm, những cái gì được truyền đạt của bác chủ cũng như là tình trạng của xe. Để các bạn xem xong video chốt được luôn, không cần phải hỏi nhiều. Đấy, ốc nhái bản nè đây. Họng khóa còn sáng trắng đấy các bạn nhé. Tem mác sản xuất năm 2018. Cao su, chân ga, chân phanh, chân côn như mới các bạn nhé. Và một cái minh chứng thay cho lời nói đây các bác này. Cái táp ly cánh cửa đầu tiên của bác Tài đây. Đấy, như mới đấy các bạn này. Rất mong anh em khi xem video like và chia sẻ cho kênh của mình. Bác nào có kênh rồi thì thả cho mình xin một trái tim. Còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình, là bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Và cái cú lốp bên lái đây các bác ạ.
Đấy, chưa có một giọt sơn lạ nào. Xin giới thiệu lại với các bạn, chị em này sinh năm 2018, sinh ra và lớn lên tại đất tổ, không chạy dịch vụ một ngày. Và đây, cột sò máng nước đây, một cái minh chứng thay cho lời nói đấy các bác này. Đẹp xấu thì cái hình ảnh nó nói lên tất cả đây các bác nhé. Nói chung cái dòng Kia Morning cũng thuộc nhóm phân khúc hạng A, thì được bạn nào yêu thích cái form dáng nó trẻ trung thì lấy Kia. Còn cái form dáng rộng rãi hơn thì bên mình cũng vẫn có cái i10. Kia thì hiện giờ bên mình có 3 chiếc. Em này thì sinh năm 2018 số sàn, và một còn một em 2016 số sàn, và một em 2015 số AT các bạn nhé. Các bạn cứ vào để ý vào kênh của mình, mình sẽ lên sóng liên tục để các bạn yêu bất cứ mẫu xe nào thì cứ đến hưởng ủng hộ anh em. Cửa hàng mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số thôi. Sát chân đèn xanh đèn đỏ, ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc hướng đi thành phố Vĩnh Yên. Đây, và một chiếc xe chạy nhiều với chị các bạn đấy từ cái ống xả đây. Ống xả nó còn sáng này các bạn, yên tâm vào chất lượng luôn. Đấy, gầm này. Đấy. Cái form dáng của cái bản đủ nhìn nó rất thể thao, rất sport các bạn nhé. Riêng về máy Kia Morning thì chưa ai đánh giá thấp, toàn đánh giá cao về cái máy thôi. Máy của Kia Morning nó rất bền, không bị khi nó bị tăng nhiệt khoang động cơ. Đấy. Mí mạch ba đà sốc này, cũng như các cánh này, nó khăng khít, nó liền lạc. Và cô lốp bên phụ đây các bạn này, và gầm này. Đấy các bạn này, mình xoay rất kỹ các bạn nhé. Thời tiết nó đang nhanh tối quá, mình quay lúc này thời điểm này nó cũng đã là gần 7 giờ rồi các bạn này. Gần 7 giờ tối rồi. Cho nên cái hình ảnh nó không được đẹp, khi các bạn đến thì chắc chắn cái hình ảnh nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mình cam kết trước khi các bạn đến xem xe là chiếc xe này đẹp không lỗi. Với một khuôn tiền mình cũng báo giá luôn để các bạn tiện theo dõi và cân đối giữa chất lượng video cũng như là cái giá thành bên mình đề xuất. Em này thì bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 228 triệu bao hồ sơ các bạn nhé. 228 triệu bao hồ sơ cho một siêu phẩm Kia Morning sinh năm 2018. Em này thì chạy chưa đầy 12 vạn các bạn nhé. Chưa đầy 12 vạn. Công khai từ giá cả chất lượng. Đẹp hay không thì các bạn để ý này. Khi mua xe các bạn cứ xem và so sánh những chiếc xe khác các bạn đăng trên các trang mạng. Bây giờ chỉ cần đánh chiếc Kia Morning thì chắc chắn nó rất nhiều xe để cho các bạn lựa chọn so sánh. Cứ ngon bổ rẻ là các bạn chơi. Nhưng cẩn thận không cả các bạn tham rẻ dính phải những cái chiếc xe phù phép taxi ra thì mệt lắm. Em này nói không với dịch vụ các bạn nhé. Đẹp xấu thì cái hình ảnh nó cũng đã nói lên rất nhiều rồi. Họng khóa này các bạn này. Đã lâu lắm rồi mới kiếm được một em mà cái nội thất nó đẹp như em này các bạn nhé. Và đây, điều hòa tự động đặc trưng của bản đủ đây. Và cái củ số là các bạn này. Đấy, bu lăng này. Nói chung là một chiếc xe đã qua sử dụng thì có những cái phần đạt tiêu chí. Nhưng có những đôi ba chiếc thì khi bên mình bắt thì có những chiếc thì đẹp cái lọ và được cái lọ nó mất cái kia. Nhưng em này được toàn diện các bạn nhé. 2018 với một khuôn tiền giá 128 triệu. Cho một em Kia Morning đời cao, xe đẹp, không dịch vụ, tư nhân một chủ thầu, thì giá đấy nó là giá hợp lý rồi. Chắc chắn là sẽ không thể rẻ hơn được. Hôm trước mình bán một chiếc bản tiêu chuẩn 2019, thì bản trước mình giới thiệu cửa hàng mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số, cách chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc chỉ có 200m hướng đi thành phố Vĩnh Yên. Và đây các bạn đấy này, đèn bi là theo xe nhưng phải bi độ các bạn nhá. Nhưng bác chủ đã lên bóng này, cái thay rồi để cho nó sáng này các bạn này, nhưng không phải bóng theo xe. Đấy các bạn, để ụ giảm sóc này, cũng như ốc bản này. Nói chung là bên mình tuyển rất kỹ rồi, không mua những chiếc xe tai nạn các bạn, xe lỗi thì bên mình không mua. Nếu có mua thì cũng cho anh em khác họ cộng lại. Bán trên kênh, bán tại cửa hàng thì xe phải đạt tiêu chí, phải tuyển rất khắt khe. Đấy. Máy zin nhé các bạn nhé. Đấy, máy zin màu xịn 2018, không taxi, dịch vụ một ngày, máy số zin. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe đẹp, alo ngay cho mình. Xin cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.